Không thấy tôi đọc dùm, tôi Hương Thế Bình, Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Dĩ, số quân 37-43-66-60, đại đội 229, địa phong quân ở quận Sầm Giang, tỉnh Tiền Giang. Tôi bị thương ngày 23 tháng 8 năm 1871 tại xã Vĩnh Kim, quận Châu Thành, Tiền Giang, bị mù mắt, còn lại thấy một mắt, thấy một con. Hôm nay ngày 8 tháng 9 2004, giờ Việt Nam, qua nhịp cầu nối, cháu Vân Kim hát cho đồng bào tôi có nhận được 100 USD ở Hoa Kỳ. Vợ cháu Vân Kim thay mặt cháu Diệu Võ gửi về quỹ đạo. Tôi xin chân thành cảm ơn cháu Diệu Võ và gia đình luôn luôn đủ sức khỏe, công việc thuận lợi và bình an hạnh phúc. Chúc cháu Diệu Võ luôn luôn trẻ đẹp. Hương Khuê Binh, Nguyễn Văn Dĩ.